Let's come to reading skills time. Ok, chúng ta sẽ cùng đọc cái phần bài đọc ngày hôm nay nhé. Rồi, tương tự như ở các video trước thì cô đã hướng dẫn các bạn chúng ta sẽ đọc và luyện kỹ năng đọc này. Và đồng thời cô sẽ phân tích âm để cho các bạn làm sao mà khi các bạn đọc thì các bạn phát âm cũng chuẩn nữa. Được chưa? Mình sẽ học một mà được nhiều kỹ năng nhé. Alright, let's get started. Bạn nào muốn nghe thì lên trang website English Dream Mom, các cô đã đưa có đăng tải hết các cái phần audio để lên cho các bạn nghe nhá. Yeah. Alright. Rồi, bắt đầu nào. On Wednesday. Okay? On Wednesday. Wednesday. There is. Okay, e ở đây là âm cơm, chúng ta sẽ nối âm chữ er phụ âm với is nguyên âm ở đằng sau và ending sound z. Đồng thời chúng ta sẽ nối âm is a school trip. L chúng ta cong lưỡi, trip to a farm, ok. There are, ok, em cầm, chúng ta sẽ có ending sound, chúng ta sẽ có chữ cái kết thúc là phụ âm arrow nối với nguyên âm A. There are sheep, bật nhẹ ending sound, p, cows, z ending sound, goats, s ending sound, hens, s ending sound, đồng thời nối âm. A Z ending sound, sorry. Hens and horses. EZ. Ok. Ở phần này nó có rất nhiều là danh từ số nhiều đúng không các bạn? Sẽ là thêm S hoặc là ES. Và đồng thời chúng ta cũng sẽ có cái cách phát âm Z, S với cả EZ như thế nào cho đúng. Các bạn học ở phần khóa âm nhé. Horses at. Ok. At the farm. TH chúng ta đẩy lưỡi. There are. Ok, chúng ta nối âm tương tự như bên trên. There are also fruit, t ending sound, trees, z ending sound, figs, z ending sound, oranges, j, orange, và ez, oranges, and pears. Ok, pears, z ending sound. Don't, t, t. Be late, e âm câm, chúng ta không đọc, bật ending sound, t, for school, uốn cong lưỡi ở cuối từ. The bus, ok, s ending sound, leaves, z ending sound, nối âm sang nguyên âm A của từ đằng sau. Leaves that, ok. 9 o'clock, bật ending sound, k. We go back, ending sound, to school at. L, uốn cong lưỡi, đồng thời chúng ta có thể nối âm. School at 3 o'clock. K, k, ending sound. 3, ok. TH không tỏ. Th, th, 3. Đó, bạn nào chưa biết thế nào là TH tỏ hay không tỏ thì cũng sẽ tìm đến cái khóa âm ở trong trang website englishmom.com để mình học nhé. Where your school? L, uốn cong lưỡi. Close, ok. Close. Z ending sound, đồng thời nối âm. Close on Wednesday. Ok, Wednesday. Bring your lunch. CH là dấu hiệu của âm ch. Alright. Lunchbox có tổ hợp ks ending sound. Đồng thời chúng ta nối âm. Alright, chỗ này hơi thiếu chỗ đây. Lunchbox and a drink. And a drink. Chúng ta có thể nối âm ở đây luôn này. D là phụ âm kết thúc của từ N và A là nguyên âm bắt đầu của từ A. Drink, k, k, ending sound. Wear your sun hats, S ending sound, and put on, hoặc là put on, đó là T trung âm. T trung âm, T thì nằm ở giữa hai nguyên âm, có thể đọc là D theo giọng Anh Mỹ. Alright, sunscreen. Alright. Here are, E âm câm, chúng ta sẽ nối âm. Chữ R, phụ âm R với âm A. Nguyên âm A bắt đầu của từ đằng sau. Here are the rules. Z, TH chúng ta đẩy lưỡi. Z ending sound. The rules for the farm. TH chúng ta đẩy lưỡi. Alright. Number one, don't touch. CH giống như ở bên trên là âm ch. Don't touch the animal. TH chúng ta đẩy lưỡi ở đây. Chữ A là nguyên âm bắt đầu của từ animal, thế nên chúng ta sẽ đọc the thành the. Ok, the animals. Alright, the animals. Number two, don't feed the animals. Tương tự, TH chúng ta đẩy lưỡi, đọc thành the. Và Z ending sound. Đến số 3 này. Don't open the gates.
Ok, E âm câm, vậy nên chúng ta có chữ T và S khi mà đứng đằng sau chữ T thì sẽ đọc là S. Don't, bật nhẹ ending sound. Don't open the gate, TH chúng ta đẩy lưỡi. The animals, tương tự như ở bên trên này, TH đẩy lưỡi đọc là V và Z ending sound ở đây. Can run away, âm A, E bẹp. Can run away. Ok, chúng ta có thể nối âm luôn ở đây này. Đó, phụ âm N nối với nguyên âm A, run away. Number 4, don't. Ok, đúng thôi, chúng ta có thể nối âm don't it hoặc là don't it. Ok, don't it. Ending sound, T trung âm T nha. Ok, don't hit the fruit. TH chúng ta đẩy lưỡi, ending sound. Listen to the farmer. TH đẩy lưỡi. And finally, D, nhẹ ending sound. Enjoy your trip. J, ở đây là âm J. Đó. Trong khóa âm cũng đã, cô cũng đã giảng rất kỹ về âm J này rồi. Your trip. Ok, bật ending sound. Chúng ta cùng đọc lại bài này một lần nữa nhé. On Wednesday, there is a school trip to a farm. Vào thứ tư thì có một chuyến đi dã ngoại tới nông trại ở trường. Ok, school trip. Ok, chuyến đi dã ngoại của trường. There are sheep. Ở đây có những con cừu này. Cows, những con bò. Goats, những con dê. Hens, những con gà. Hens and horses. Ok, những con gà và những con ngựa. At the farm. Ok, horses at the farm. Chúng ta có thể nối âm ở đây. Ở trang trại. There are also fruit trees. Ở đây cũng có rất là nhiều những cây ăn quả này. Figs. Ok. Quả sung, những quả sung. Figs. Oranges, những quả cam. And pears. Ok, và những quả lê. Don't be late for school. Và đừng tới trường muộn nhé. The bus leaves at 9 o'clock. Chiếc xe chở chúng ta ấy, sẽ rời khỏi trường lúc 9 giờ. We go back to school at 3 o'clock. Và chúng ta sẽ quay trở lại trường lúc 3 giờ chiều này. Wear your school clothes on Wednesday. Hãy mặc đồng phục của trường. School clothes, nó sẽ bằng với uniform nhỉ. Ok, vào thứ tư, bring your lunch box. Lunch box and the drink. Ok, hãy đem theo hộp đựng thức ăn trưa của bạn và đồ uống. Wear your sun hat and put on your sun cream. Ok, hãy đội mũ nắng này và bôi kem chống nắng. Put on sun cream. Here are the rules for the farm. Và đây là một số quy định ở trong trang trại. Số 1 này, don't touch the animals, đừng động vào các cái con vật. Number 2, don't feed the animals, đừng có cho các cái con vật ăn nhá, hãy để cho cái người làm vườn, the gardener, the farmer, người nông, các bác nông dân ở đó cho chúng ăn nhá. Number 3, don't open the gates, the animals can run away, và đừng có mở các cái cánh cổng này nha. Những cái con vật đó thì nó sẽ chạy đi ra chỗ khác đấy, chạy mất đi đấy. Number 4, don't eat the fruit. Và đừng có ăn các cái loại hoa quả trái cây trong vườn. Number 5, listen to the farmer. Và lắng nghe người nông dân nhé. Farmer, ok, bác quản trại nhé. And finally, enjoy your trip. Và cuối cùng là hãy tận hưởng chuyến đi của mình nha. Alright, ok, sorry, đây. Đó là cái phần bài đọc của mình ngày hôm nay. Phần bên dưới là phần bài tập. Thì các bạn tự làm bài tập này, chụp lại này rồi đăng lên Facebook.